đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Không may mắn như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch tiếp tục bị chồng cũ hại với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Định luật 80-20 của tình yêu vừa ấn định ngày lên sóng, đã ra thông báo hoãn chiếu vì lý do này. Cư dân mạng đang bàn tán xôn xao về tin đồn Dương Mịch bị chồng cũ hại. Triệu Lệ Dĩnh cũng bị nhắc tên. Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch được xem là hai diễn viên tài hoa bạc mệnh của showbiz, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cùng sự nghiệp phim ảnh hàng đầu, nhưng hai mỹ nhân đều không có được hạnh phúc trọn vẹn tính đến thời điểm hiện tại. Mới đây, trên Weibo có bài đăng của blogger tiết lộ Dương Mịch đang khổ sở vì bị chồng cũ hại. Điều này khiến khán giả xót thương cho cô và tấm tắc rằng giá như cô được may mắn như Triệu Lệ Dĩnh, được chồng dẫn con đến tận nơi để thăm với thái độ hòa thuận. Cụ thể, một blogger tiết lộ Lưu Khải Uy tiếp tục làm hại Dương Mịch bằng cách tung bản thảo ám chỉ hôn nhân với vợ cũ chỉ là trên hợp đồng. Lưu Khải Uy muốn khán giả biết rằng hai người một chút tình cảm cũng không có. Điều này khiến nam diễn viên dễ dàng chối bỏ trách nhiệm khi có những tin đồn như không quan tâm vợ cũ, vấn đề con cái. Bên cạnh đó, Lưu Khải Uy còn tung thêm một loại bản thảo để tẩy trắng tin đồn ngoại tình, đọc kịch bản đêm khuya, khi xưa. Điều này được cho là Lưu Khải Uy muốn mọi người tin mình là người tốt, là nạn nhân trong tất cả những tin đồn xấu. Trước đây, nam diễn viên từng có phát ngôn đi vào lòng đất khi nhắc về Dương Mịch khiến cô bị khán giả công kích như một người mẹ tham tiền, bỏ mặc con cái. Được biết, bài đăng của blogger chưa được các diễn viên liên quan lên tiếng xác nhận. Trên mạng xã hội, khán giả đã để lại nhiều bình luận xoay quanh tin đồn này. Ngoài việc thể hiện sự phẫn nộ đối với việc làm của Lưu Khải Uy, khán giả còn cho rằng chính sự xấu tính của nam diễn viên nhiều lần làm hại vợ cũ là nguyên nhân khiến anh không thể đạt được thành công so với đồng nghiệp cùng lứa. Ngoài ra, khán giả còn lo lắng cho Dương Mịch khi loạt tin đồn xấu liên quan đến chồng cũ có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp hiện tại của cô. Tuy nhiên, với một người bản lĩnh như Dương Mịch, có vẻ như cô sẽ có cách giải quyết hợp lý để bản thân không bị ảnh hưởng nhiều và tiếp tục cống hiến sức mình cho nghiệp diễn. Hiện tại Dương Mịch đang quay bộ phim cổ trang được đầu tư khủng, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương hợp tác cùng Cung Tuấn. Ngoài ra, bộ phim Định Luật 80-20 đóng chung với Hứa Khải cũng sắp được lên sóng. Ngày 10 tháng 10, Sina đưa tin bộ phim Định Luật Tình Yêu 80-20 ra mắt trailer mới và thông báo dự án lên sóng vào ngày 13 tháng 10. Cụ thể, Định Luật 80-20 có tổng 40 tập và sẽ được phát sóng trên Tencent bắt đầu từ ngày 13 tháng 10 vào lúc 17 giờ. Đối với tài khoản VIP, ngày đầu tiên phát 4 tập, tuần đầu cập nhật 2 tập mỗi ngày liên tục trong 6 ngày. Từ ngày 23 tháng 10 sẽ phát 2 tập mỗi chiều Chủ nhật đến thứ Ba. Đối với tài khoản thường, ngày đầu sẽ phát 2 tập, tuần đầu cập nhật 1 tập một ngày liên tục trong 6 ngày và từ ngày 23 tháng 10 sẽ phát 1 tập vào lúc 17 giờ từ Chủ nhật đến thứ Năm. Câu chuyện tình yêu chị em giữa Dương Mịch và Hứa Khải là một trong những phim ngôn tình được mong chờ trong thời gian tới. Theo Sina, Dương Mịch và Hứa Khải đều là những ngôi sao có ngoại hình đẹp, sức cuốn hút nên khi diễn những phân đoạn tình cảm, họ thể hiện ăn ý, khiến người xem càng trông chờ Định Luật Tình Yêu 80-20 được lên sóng. Thế nhưng mới đây, chỉ sau công bố phim lên sóng một ngày thì phía Tencent và đoàn phim đã thông báo sẽ dời lịch chiếu vì lý do kỹ thuật, nên bộ phim được dự kiến chiếu vào ngày 13 tháng 10 sắp tới đây, sẽ bị dời lại và hoãn phát sóng. Thời gian phát sóng cụ thể sẽ được thông báo sau. Hiện thông tin này đang khiến cho các fans phim rất tức giận, vì họ đã phải chờ đợi bộ phim được phát sóng rất lâu rồi. Có thông tin cho biết, bộ phim bị hoãn phát sóng là vì có quá nhiều cảnh hôn giữa Dương Mịch và Hứa Khải. Cũng có thông tin cho rằng vì đây là thời điểm quan trọng liên quan đến những ngày lễ lớn bên Trung nên phải dời để những phim hợp đề tài lên sóng. Dương Mịch và Hứa Khải bùng nổ phản ứng couple thông qua những đoạn clip hậu trường. Cặp đôi có nhiều cảnh thân mật như ôm, hôn, trêu đùa trên giường. Trước thông tin trên, đoàn phim vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào.